Xin chào các bạn đã đến với kênh của Linh Ngày hôm nay thì mình sẽ có thêm một cái video nữa về chủ đề về sản phẩm tâm an đầu tư Một sản phẩm của công ty bảo hiểm minolai Và được phân phối qua ngân hàng SCB Thì ở một video trước về cái chủ đề là Nên làm gì đối với hợp đồng bảo hiểm tâm an đầu tư đã mua ấy Thì mình có chia sẻ về một vài cái hướng xử lý Thì trong đó có một cái cách đó là Chúng ta sẽ hủy hợp đồng Tức là chúng ta sẽ không tham gia cái hợp đồng tâm an đầu tư này nữa thì khi mà nói về cái cách này thì có một vài anh chị có liên hệ với mình thì cũng có tâm sự cũng có chia sẻ là nếu mà hủy hợp đồng mặc dù họ cũng không muốn tham gia nữa nhưng mà hủy hợp đồng thì gần như là họ sẽ mất toàn bộ phí đã đóng bởi vì các loại chi phí đặc biệt là chi phí hủy hợp đồng nó rất là nhiều dẫn đến cái việc là nếu mà họ hủy hợp đồng thì cái số tiền còn lại thì có thể là không có hoặc là nếu mà có thì sẽ là còn rất là ít thì các anh chị cũng có hỏi mình là liệu có cách nào để có thể là giảm bớt thiệt hại, tức là lấy được về càng nhiều tiền về càng tốt. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về một cách mà mình nghĩ là mình các bạn và các anh chị có thể sử dụng được. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng một cái quyền lợi. Đó là rút một phần tiền từ giá trị tài khoản cơ bản của cái sản phẩm đầu tư này. thì nói một chút về quyền lợi này thì đây là một cái quyền mà khách hàng tham gia sản phẩm này được phép làm và nó được quy định cụ thể trong cái quy tắc điều khoản của sản phẩm thì khi mà chúng ta theo dõi trong cái điều khoản sản phẩm tâm an đầu tư và cụ thể là ở điều 21 này này thì chúng ta sẽ có một cái điều khoản đó là rút từng phần giá trị tài khoản hợp đồng hay còn được gọi là rút quỹ thì ở đây các bạn nhìn thấy ở mục A này bên mua bảo hiểm này có thể rút một phần giá trị tài khoản bằng cách gửi cho cổ văn bản ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một điều khoản nữa trong phần này đó là chúng ta sẽ chỉ định rõ là yêu cầu rút tiền từ trong tài khoản cơ bản hay là tài khoản đóng thêm rồi sẽ có một vài cái điều kiện liên quan đến nghiệp vụ thì liên quan đến quy trình nghiệp vụ của cái điều khoản này thì các bạn có thể là kéo xuống dưới cuối cùng của cái file quy tắc điều khoản này nó sẽ có một cái điều khoản là mục 5 của cái quy định về nghiệp vụ đây quy định về rút từng phần giá trị tài khoản quỹ này thì đây chúng ta sẽ có một vài cái quy định cụ thể là bên mua này sẽ cần phải gửi bằng văn bản này yêu cầu văn bản thứ hai là nếu quan hợp đồng thì hợp đồng phải còn hiệu lực và quan sẽ cân nhắc này số tiền mà rút ra thì phải lớn hơn là bằng 2 triệu đồng này giá trị còn lại của quỹ sau khi rút từng phần không được thấp hơn 2 triệu đồng tức là sau khi chúng ta rút một phần tiền ra thì cái số tiền còn lại nó phải lớn hơn số tiền còn lại trong tài khoản ấy, nó phải lớn hơn là bằng 2 triệu đồng Tiếp theo thì khi mà chúng ta rút từng phần thì chúng ta sẽ có thể sẽ mất phí Về phí thì các bạn có thể theo dõi ở ngay trong cái uh, quy tắc điều khoản sản phẩm này cũng sẽ có Và ngoài ra thì trong cái tờ rơi dưới sản phẩm ấy Thì đây chính là cái tờ rơi giới thiệu sản phẩm của sở tâm an đầu tư này Thì quy định về cái tỷ lệ phí rút giá trị tài khoản Và cụ thể hơn là giá trị tài khoản uh, trên giá trị tài khoản cơ bản thì nó sẽ được quy định cụ thể như sau các bạn có nhìn thấy ở đây năm thứ nhất này thì sẽ không được rút từ năm thứ hai đến thứ ba thì sẽ là mất 20 phần trăm trên cái số tiền rút từ giá trị khoản các bạn các bạn lưu ý nhé cái tỷ lệ này nó sẽ tính trên cái số tiền thực tế chúng ta rút năm thứ tư thứ năm thì sẽ là 18 phần trăm năm thứ sáu là 10 phần trăm vân vân và đến năm thứ 10 thì sẽ là không phần trăm tức là từ năm thứ 10 trở đi nếu mà chúng ta rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản thì sẽ không bị mất phí rút thì đó là với cái tài khoản cơ bản còn đối với trường hợp là chúng ta rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm ấy tức là cái khoản đầu tư thêm ấy mà ở trong uh, khi mà các bạn tham gia sản phẩm này thì thường là các bạn sẽ được các bạn nhân viên ngân hàng hay là chuyên bảo hiểm tư vấn cái khoản đầu đóng thêm này là cái khoản linh hoạt còn cái tài khoản cơ bản này thì hay được gọi là cái tài khoản cố định thì tóm lại thì cái, cái tên gọi thì nó không có quan trọng mà các bạn chỉ cần hiểu đó là cái trường hợp mà chúng ta rút tiền từ giá trị tài khoản đóng thêm thì sẽ không bị mất phí. cái phần quy định phí này thì nó sẽ chỉ áp dụng đối với cái tài khoản cơ bản thôi, hay còn gọi là tài khoản cố định. Ấy. Thế đó là về phần cái lý thuyết. thì ở đây mình, bây giờ mình sẽ lấy cho bạn một cái ví dụ để các bạn có thể hiểu rõ hơn. vậy thì uh, chúng ta có thể rút tiền từ giá trị tài khoản cơ bản nó như thế nào? Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ. Về cái cách tính cái số tiền mà chúng ta có thể rút được từ cái giá trị tài khoản cơ bản Thì đây, giả sử như là chúng ta có một số thông tin là giá trị tài khoản cơ bản Tại thời điểm mà chúng ta muốn rút này là 20 triệu đồng Thì các bạn lưu ý một điểm đó là cái giá trị tài khoản cơ bản Này là cái số tiền tích lũy được trong cái tài khoản cơ bản Hay là cái tài khoản mà các bạn nhân viên ngân hàng gọi là tài khoản linh hoạt, à, tài khoản cố định ấy. Thì đây là cái số tiền mà chúng ta tích lũy được đến cái thời điểm mà chúng ta có ý định rút tiền cái này nó không phải là cái uh, phí đóng nhé để mà xem được cái giá trị tài khoản cơ bản uh, thực tế đến thời điểm mà chúng ta định rút ý, nó là bao nhiêu thì các bạn có thể lên uh, trang web của mình online này chúng ta vào cái phần uh, đăng nhập này menu connect này nó sẽ ra một cái gọi là cái trang uh, hợp đồng của tôi thì các bạn điền cái thông tin này vào đây thì sau đó thì các bạn có thể xem được cái giá trị tài khoản cơ bản của cái hợp đồng của mình Thì trong ví dụ này mình sẽ giả sử là cái giá trị tài khoản cơ bản tại thời điểm các bạn định rút nó là 20 triệu đồng. Chúng ta biết được là cái số tiền tối thiểu còn lại sau trong giá trị khoản này sau khi rút tiền sẽ là phải còn là tối thiểu là 2 triệu đồng. Như là trong quy định nói là chúng ta vừa xem đúng không ạ? Chúng ta gọi cái số tiền có thể rút được là A. Thì uh, giả sử như chúng ta chúng ta định rút tiền ở năm hoạt động thứ hai. Tức là đến năm hoạt động thứ hai chúng ta sẽ không muốn tham gia nữa mà chúng ta muốn rút tiền từ cái giá trị toàn cơ bản thì ở đây chúng ta xem này cái phí rút tiền ở năm thứ hai nó sẽ là 20 phần trăm trên cái số tiền rút từ giá trị toàn cơ bản tức là nó sẽ bằng 20 phần trăm của cái A này là bằng 0,2 A à, đúng không ạ thì khi đó chúng ta sẽ có một công thức là 20 triệu đồng này 20 triệu đồng là cái số tiền cái giá trị tài khoản cơ bản này trừ đi cái số tiền mà chúng ta định rút cộng với cái phí rút thì nó sẽ ra cái số tiền còn lại trong tài khoản sau khi rút là 2, triệu đồng là chính là con số này đến đây thì đơn giản rồi đúng không ạ nó là công thức toán thôi chúng ta chỉ quy đổi ra thì sẽ là 1,2 a thì sẽ bằng 18 triệu thì khi đó chúng ta sẽ tính được a là 15 triệu thì 15 triệu này ở trong ví dụ này nó chính là cái số tiền mà chúng ta có thể rút được từ giá trị tài khoản cơ bản tức là ở, hấp 5 hợp năm hoạt đồng thứ hai tại thời điểm mà chúng ta định rút cái số tiền trong giá trị tài khoản cơ bản là 20 triệu đồng nhưng mà thực tế cái số tiền chúng ta có thể rút được chỉ là 15 triệu thôi khi mà so với trường hợp là nếu mà chúng ta hủy hợp đồng thông thường ấy thì các bạn có thể thấy là cái phí chấm dứt hợp đồng nó rất là lớn như là ở đây cụ thể là phí chấm dứt đồng tức là phí hủy hợp đồng sớm ấy ở năm thứ nhất năm thứ ba sẽ là 100% và 100% này sẽ tính trên cái phí bảo hiểm cơ bản quý năm tại cái thời điểm cấp hợp đồng tức là giả sử như là cái hợp đồng này trong cái ví dụ này của mình đang lấy này cái phí phí đóng cơ bản nó vào khoảng tầm 50 triệu đi thì khi mà giá trị tài cơ bản nó chỉ là 20 triệu mà bị trừ đi phí hủy hợp đồng là 50 triệu đúng không ạ một của cái phí cơ bản mà 50 triệu mà thì tức là cái số tiền mà chúng ta nhận về được là bằng không chúng ta không có nếu mà hủy hợp đồng thông thường thì chúng ta sẽ không nhận được về cái gì cả đối với cái giá trị thuần cơ bản nhé còn cái phần đầu tư thêm thì mình không nói đầu tư thêm thì chúng ta có thể rút và không mất phí cái đấy thì rõ ràng rồi còn đối với trường hợp mà à, cái giá trị tổng cơ bản thì nếu mà muốn hủy hợp đồng mà muốn nhận lại nhiều tiền nhất có thể thì chúng ta có thể sử dụng cái cách đó là rút tiền từ giá trị thẳng cơ bản như là trong ví dụ này thì uh, sau khi mà rút tiền xong rút là 15 triệu xong thì cái hai triệu còn lại thì coi như chúng ta có để đấy thôi uh, cái hợp đồng nó sẽ tự chạy và đến khi nó trừ hết các loại chi phí uh, trừ hết hai triệu này thì hợp đồng sẽ bị mất hiệu lực và chúng ta cũng không cần quan tâm đến hợp đồng nữa thì đó cũng là một cách để chúng ta có thể hủy hợp đồng nhưng mà vẫn có thể là nhận lại à, nhiều tiền nhất có thể tức là bớt đi cái thiệt hại về mặt tài chính thì đó là cơ bản về cách tính toán để chúng ta có thể rút được à, tiền từ giá trị sản cơ bản thì à, về cái thủ tục thì nó cũng khá đơn giản thôi chúng ta sẽ ra văn phòng của Main online và chúng ta sẽ yêu cầu văn bản đúng không ạ trong cái quy định điều khoản là sẽ cần phải à, À, gửi yêu cầu bằng văn bản đúng không ạ? Và cái văn bản này nó chính là cái đơn yêu cầu thanh toán của là bảo hiểm này. Ở trong cái đơn yêu cầu này khi mà chúng ta ra văn um, phòng của Melona chúng ta sẽ đề nghị các bạn ấy hướng dẫn là chúng ta sẽ rút tiền từ giá tài khoản. Thì uh, các bạn sẽ hướng dẫn chúng ta là điền cái thông tin vào trong cái đơn yêu cầu này. Thì trong này nó sẽ có một cái phần đó là cái rút một phần của giá giải khoản này và số tiền này thì chúng ta có điền thông tin này thôi sau đó thì điền các thông tin liên quan đến phương thức thanh toán ví dụ như là nhận chuyển khoản hay là nhận tiền mặt như thế nào đó thì nhìn chung thì thủ tục nó khá đơn giản về với cái sản phẩm tam an đầu tư này thì có một điểm mà chúng ta cần lưu ý nữa đó là ở trong ví dụ này thì mình đang lấy nó khá là đơn giản để chúng ta dễ hiểu đó là chúng ta nhận lại 15 triệu tuy nhiên trong thực tế thì cái sản phẩm này nó có liên quan đến cái đơn vị quỹ thì sau khi chúng ta yêu cầu bằng văn bản này rồi Thì cái số tiền mà được tính toán ấy Thì nó còn phụ thuộc vào cái giá của cái quỹ đơn vị đó Vào cái kỳ định giá ngay tiếp theo Thì tức là nó có thể là con số nó sẽ hơi khác So với khi mà chúng ta tính toán Tại thời điểm mà chúng ta làm đơn Thì trên đây là những chia sẻ của mình Về cách mà chúng ta có thể sử dụng một cái quyền lợi Đó là quyền lợi rút tiền từ giá trên tổng cơ bản Để có thể phần nào đó giảm bớt thiệt hại khi mà chúng ta có ý định là hủy hợp đồng bảo hiểm tâm an đầu tư Tất nhiên là video này thì không phải nhằm mục đích là để khuyến khích các bạn hủy hợp đồng sớm Mà cái này chỉ là cái phương án, cái cách xử lý khi mà chúng ta, khi mà các bạn đã quyết định là không muốn tham gia nữa Thì đây có thể là một cách để chúng ta có thể giảm bớt thiệt hại Nếu bạn có câu hỏi hay là có thắc mắc gì thì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới Cuối cùng, nhưng mà khi nếu các bạn thấy video này hay và có ích thì các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh của mình. Xin chào